Long Aiman Saluta không được, đang bị ép sân. Một thế trận mà chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều ở vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm nay, thì chúng ta gặp những đối thủ. Nguyễn Xuân Trường và đánh đầu Lan Phương, không vào. Văn Quyết và đấm bóng của thủ môn Fakuri, bóng lại đến chân Văn Quyết. Thứ hai, cú sút của Quang Hải. Đánh đầu. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng của tiền đạo Orey. Nhịp nhàng. Đoạt ra hậu. Anh Đức. Làm gì? Văn Quyết ghi điểm. Chào cơ hội cho tất cả 30 cầu thủ thể hiện mình. Có lẽ sang hiệp 2 có rất nhiều sự thay đổi bên phía U23 Việt Nam. Đánh đầu, không vào, còn ra cú thua cho Palestine, vẫn còn. Và Nguyễn Anh Đức và xử lý rất hay và gọn gàng bên phía cánh phải của Vũ Văn Thành. Anh Đức có đủ thời gian, có đủ khoảng trống để thực hiện cú dứt điểm. Mạnh, rất nhịp nhàng. Công Thượng làm gì đây? Công Thượng rồi, Anh Đức và... với các cổ động viên của đội tuyển U23 Việt Nam ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất, một bàn thắng cho thấy rằng mặc dù cách đấy ít phút thì cầu thủ này đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Tạt quá mạnh của Đoàn Văn Hậu, bóng vẫn đang trong chân U23 Việt Nam. Cú quyết, dứt điểm về, hay. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của U23 Việt Nam, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Công Phượng. Tuần này là Quang Hải. Công Phượng đã không hề việt vị ở tình. Nhận đường truyền của Quang Hải và tung cú. Sai lầm của Đặng Văn Lâm. Văn Lâm quá chần chừ ở tình huống xử lý vừa rồi. Cơ hội để anh sửa sai. Nó không lựa chọn giải pháp phối hợp ở tình huống vừa rồi mà quyết định đột phá vào dứt điểm. Và một cú dứt điểm nữa của cầu thủ mang áo xanh. Tất cả đều đang có phong độ rất tốt. Chúng ta xem lại một lần nữa và bay người đấm bóng cứu thua của Đặng Văn Lập. Và lấy bóng là của Orey Đắk Bắc. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm cho chúng ta. Trận đấu cũng bù giờ cuối cùng không việt vị. Văn Quyết, Văn Quyết rất chính xác và tỷ số là 3-1. Phản ứng của Văn Quyết cho thấy là bàn thắng đã không được công nhận